Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng thứ 5 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình 60 giây sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhà thuê trọ sẽ phải có diện tích tối thiểu 5 mét vuông sàn một người và an toàn phòng cháy. Chính thức ra mắt ngân hàng gen ADN liệt sĩ, chưa xác định được thông tin và thân nhân. Công an Quảng Nam bắt nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra ở Tam Kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành quy định buộc nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ phải bảo đảm diện tích tối thiểu dự kiến 5m2 một sàn một người và an toàn phòng cháy, nếu không sẽ bị buộc dừng hoạt động. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo đề cương đề án quản lý hỗ trợ nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà Sở Xây dựng vừa trình cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng cũng đề xuất ban đầu một số tiêu chuẩn tối thiểu mà nhà riêng lẻ cho thuê trọ phải bảo đảm như diện tích tối thiểu bình quân sàn một người dự kiến 5m2, hẻm xây dựng nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ phải có chiều rộng tối thiểu là 4m và cách mặt đường chính không quá 100m, mọi phòng trong nhà phải đảm bảo có hành lang dẫn ra lối thoát nạn. Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh, trong đó có khoảng 12.800 công trình trên 60.500 công trình, chiếm tỷ lệ 21% không đủ điều kiện an toàn để tiếp tục hoạt động. Việc ban hành đề án nhằm quản lý chặt chẽ nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ, đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ, bảo vệ sự an toàn của người dân, giải quyết hài hòa mục tiêu an sinh xã hội của nhà nước, lợi ích của chủ nhà trọ và người thuê. Từ kết quả của đề án, sẽ cập nhật dữ liệu toàn bộ nhà trọ trên địa bàn thành phố, tiến tới cập nhật, phân loại nhà trọ đạt chuẩn an toàn và đưa vào sử dụng khai thác trên app mobile. Mới đây, ngân hàng gen ADN liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân đã chính thức được ra mắt. Ngân hàng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất xây dựng trong bối cảnh cả nước còn 300.000 liệt sĩ chưa an táng tại hơn 3.000 nghĩa trang, chưa xác định được thông tin, gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập. Thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo thống kê, các lực lượng đã thu thập được 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, so sánh đối khớp hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân liệt sĩ. Năm 2024, Chính phủ giao ngành Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì cùng cán bộ, ngành liên quan tìm kiếm, quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, nâng cao năng lực hiệu quả của các cơ sở giám định ADN và trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu gen. Ngân hàng gen ra đời nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN cho khoảng 20.000 mẫu, phấn đấu xác minh 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng. Mặc dù hướng di chuyển của cơn bão số 2 không đi trực tiếp vào Nam Bộ, thế nhưng vẫn xảy ra thời tiết xấu, có mưa dông lốc rất nguy hiểm. Tại địa bàn huyện Lấp Vò, một trận dông lốc đã khiến cho 48 căn nhà dân bị sập và tốc mái. Chỉ trong tích tắc, trận dông lốc đã làm 19 căn nhà của người dân tại khu dân cư xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò sập và tốc mái, trong đó có 2 căn sập hoàn toàn. Gió dữ lắm, gió mà cây cối liệt luôn, dữ lắm gió luôn. Rồi xong cái cỏ rơ lá cây rồi vô nhà người nào cũng hút lửa 2 phút vậy ha. Mà vậy đó chứ 10 phút chắc sập hết trơn rồi. Nhà chồng nó chạy về thấy tóc gần trong lỏng hết trơn. Rồi mưa nó dột tạt quá trời lấy mũ này kia rồi chùm che. Dùng lúc đi qua, lực lượng dân quân cũng đã kịp thời hỗ trợ dọn dẹp, không để đường giao thông ách tắc. Điều động lực lượng dân quân để mà hỗ trợ bà con là lợp lại các mái tôn, rồi dựng cái nhà lại, nếu không tiền chế thì dựng lại, chằng néo lại cho bà con. Cơ bản đã xong. Chỉ trong tháng 7 này, Đồng Tháp đã xảy ra các trận dông lốc làm tốc mái hơn 60 căn nhà, ngã đổ cục điện làm một người bị thương nặng với tổng thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Với điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay, người dân cần thường xuyên theo dõi cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo đối với hiện tượng thời tiết nguy hiểm và chủ động bảo vệ nhà cửa, vườn tược để đảm bảo an toàn. Tiếp theo trong chương trình, chiến sĩ công an dẫn đường cho xe chở sản phụ sắp sinh đến viện kịp thời. Khống chế đám cháy một trường mầm non ở Thái Nguyên. Ngày 24 tháng 7, một tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đường cho một ô tô đưa sản phụ sắp sinh đến bệnh viện quận 7 kịp thời.
Cuối giờ chiều qua, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, hướng Bình Chánh về khu chế xuất Tân Thuận, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã có một hành động đẹp, hỗ trợ xe ô tô 7 chỗ bên trong chở một phụ nữ đang mang thai có dấu hiệu sắp sinh đến bệnh viện quận 7. Sau khi đưa xe chở người phụ nữ mang thai đến bệnh viện nhanh chóng và an toàn, hai đồng chí thiếu tá Phan Minh Châu và đồng chí đại úy Nguyễn Thanh Cảnh đã quay trở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sáng 24 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Đông Khánh, 24 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, khoảng 23 giờ khuya ngày 22 tháng 7, tại hẻm bê tông trước số nhà 125/9, Trần Văn Dư, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, người dân phát hiện ông HBH bị đâm tử vong tại chỗ. Tiếp nhận thông tin, Công an Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ, các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ. Nghi phạm bị bắt sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho hay nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn bộc phát tức thời, trước đó bị hại và nghi phạm không quen biết. Ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam điều tra mở rộng băng nhóm đã gây ra hàng chục vụ đột nhập chùa ở các tỉnh khiêng trộm thùng công đức lấy tài sản. Thời gian từ cuối tháng 6 năm 2024 đến giữa tháng 7 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa. Kẻ trộm lợi dụng lúc đêm khuya đột nhập vào chùa, sau đó khiêng hòm công đức đi để lấy trộm tiền. Công an tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam đã phối hợp làm rõ nhóm trộm gồm Nguyễn Đăng Duy Kiếu, 26 tuổi, Nguyễn Văn Lanh, 27 tuổi, Trần Quốc Trọng, 28 tuổi, Huỳnh Tuấn Kiệt cùng một số đối tượng khác đều ở tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng rủ nhau đi dọc quốc lộ 1A đột nhập vào chùa khiêng trộm thùng công đức lấy tài sản. Mỗi đêm các đối tượng chia hai xe máy lùn sục chùa và đột nhập. Tại thành phố Quảng Ngãi, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 5 vụ đột nhập chùa trộm thùng công đức lấy tiền. Ngoài ra, tại tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng thực hiện 3 vụ khác tại huyện Bình Sơn. Tại tỉnh Quảng Nam, các đối tượng đã thực hiện gần 20 vụ trộm thùng công đức của chùa lấy số tiền hàng trăm triệu đồng. Hôm qua, một đám cháy bùng lên tại phòng chứa hết đồ dùng phục vụ học bán trú của học sinh, giáo viên trường mầm non Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo sơ bộ, khi xảy ra hỏa hoạn có 71 cháu đang học ở các lớp nhà trẻ mẫu giáo. Ngay khi phát hiện, các giáo viên đã nhanh chóng di chuyển trẻ ra ngoài an toàn và cùng người dân sử dụng bình cứu hỏa sẵn có để khống chế đám cháy. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 12 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, do có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh sang các phòng học kế bên làm cháy nhiều tài sản có giá trị. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Thế giới trong đêm có gì? Công bố kết quả nghiên cứu thuốc điều trị HIV mới. Một công ty ở Anh lên ý tưởng khinh khí cầu đầu tiên bay liên tục, không cần nạp nhiên liệu. Ngày 23 tháng 7, công ty dược phẩm Gilead tại Nam Phi đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy các mũi tiêm 2 lần mỗi năm để điều trị HIV đã cho thấy hiệu quả 100% trong việc ngăn phụ nữ bị lây nhiễm. Theo kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Y học New England. Nghiên cứu với khoảng 5.000 phụ nữ và trẻ em gái tại Nam Phi và Uganda cho thấy 0% trong nhóm sử dụng thuốc hàng ngày đã nhiễm HIV từ người nhiễm bệnh, các nhà nghiên cứu cho biết. Năm nay, số người được chẩn đoán mắc bệnh sa sút trí tuệ ở Anh đạt kỷ lục. Dịch vụ y tế quốc gia nước này mong muốn nhiều người hơn nữa được chẩn đoán bệnh và nhận được chăm sóc kịp thời. Dịch vụ y tế quốc gia Anh ước tính tỷ lệ mắc bệnh sa sút trí tuệ ở nước này vẫn ở mức thấp hơn trước đại dịch COVID-19. Tính đến tháng 6 năm nay, có tổng cộng 487.432 người được chẩn đoán mắc bệnh. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều người mắc bệnh nhưng chưa được chẩn đoán. Mục tiêu hiện tại của dịch vụ y tế quốc gia là 2/3 bệnh nhân được chẩn đoán, tức là 66,7%. Như vậy, vẫn còn 1/3 chưa nhận được chăm sóc cần thiết. Một trong số những yếu tố khiến con số chẩn đoán tăng lên là vì dịch vụ y tế quốc gia Anh đang tăng cường nguồn lực vào các việc dưỡng lão.
Từ đó, các dấu hiệu của bệnh sớm được nhận biết. Khó khăn lớn nhất là thủ tục sai xong. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến những người cần được hỗ trợ từ những nhu cầu cơ bản cho đến dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Các dự án nghiên cứu cho thấy có tới 1,7 triệu người ở Anh và New Wales có thể mắc chứng bệnh này vào năm 2040, nhiều hơn 40% so với dự đoán trước đây. Ngày 22 tháng 7, tại Farnborough, Anh, công ty Solo Airship One đang lấy ý tưởng về một khinh khí cầu đầu tiên có thể bay liên tục không cần ngừng để nạp nhiên liệu. Khinh khí cầu này có thể tự tạo ra năng lượng và hydrogen trong quá trình vận hành dù là ngày và đêm. Khinh khí cầu dài 151 mét và được trang bị túi khí hai lớp. Bên trong túi khí lớn sẽ có 15 túi khí nhỏ, hoạt động riêng lẻ để giúp ổn định áp suất bên ngoài và điều tiết nhiệt độ bên trong, cho phép nó di chuyển qua nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Năng lượng của khí cầu mặt trời One đến từ lớp phim mặt trời bao phủ bên ngoài túi khí rộng 4.800 m2. Ban ngày, lớp phim này tạo ra điện năng, lượng điện dư thừa sẽ được lưu vào các viên pin hydrogen thông qua quá trình điện phân nước. Khí cầu Solar Airship One sẽ có phi hành đoàn gồm 3 người với hành trình dự kiến sẽ dài hơn 40.000 km ở độ cao trung bình 6.000 m. Trong hành trình dài 20 ngày, khí cầu điện này sẽ bay qua 25 quốc gia, 2 đại dương. 49 con rùa biển Carreta vừa được thả ra môi trường tự nhiên ở vùng bờ biển Marbella, miền nam của Tây Ban Nha. Môi trường tự nhiên được cải thiện đã giúp cho loài có tên trên danh sách động vật bị đe dọa tuyệt chủng sinh sôi khá tốt. Những con rùa này nở cách đây một năm trên bãi biển Marbella và được nuôi dưỡng cho đến khi thả chúng ra biển. Chúng được gắn thiết bị định vị để các nhà khoa học dễ theo dõi sự di chuyển. Các nhà sinh học biển Tây Ban Nha ghi nhận hiện tượng ngày càng có nhiều rùa sinh sản ở các bờ biển Địa Trung Hải, phía Tây và Nam nước này là dấu hiệu cho thấy môi trường tự nhiên trong khu vực đã được cải thiện, thu hút rùa từ nơi khác đến sinh sản. Nhiều cá thể rùa trước đây chưa từng đến bờ biển này đẻ trứng. Hiện tượng mới mẻ này có nguyên nhân là nhiệt độ nước ở đây đã nóng lên, đủ ấm để rùa chọn làm chỗ đẻ trứng. Cư dân địa phương đã tham gia vào nỗ lực bảo tồn rùa biển thông qua các tổ chức tình nguyện. Chúng tôi cũng canh gác để giữ cho ổ trứng an toàn trong thời gian chờ rùa con nở ra. Mỗi ngày có hàng chục tình nguyện viên luân phiên canh gác để giữ các ổ trứng rùa biển. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.